phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người. Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Duy Tiên, Hà Nam vừa ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hồng Sơn, đối tượng điều khiển xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2 năm 2022, Lê Hồng Sơn, sinh năm 1979, trú tại xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên đã điều khiển chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 90C11521 lưu thông trên quốc lộ 38 đoạn qua km 80+900 di chuyển theo hướng Đồng Văn đi Hòa Mạc. Khi đến địa bàn thuộc phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, chiếc xe bán tải do Sơn điều khiển bất ngờ tông thẳng vào anh Trần Quang N, sinh năm 1996, trú tại thị xã Duy Tiên, đang đứng ven đường. Sau khi xảy ra va chạm, thay vì dừng xe giữ nguyên hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu, Sơn lại lái chiếc xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Tại cơ quan điều tra, bằng các chứng cứ và hình ảnh từ camera an ninh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn, Sơn đã khai nhận là người điều khiển phương tiện trên. Ngày 25 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Duy Tiên đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sơn, đồng thời ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp điều tra làm rõ về hành vi điều khiển ô tô tông chết người rồi bỏ trốn. Quyết định được ban hành dựa trên căn cứ Điều 12 và Điều 38, Luật An toàn Giao thông, Điều 260, Bộ Luật Hình sự 2015. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Duy Tiên đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thị xã Duy Tiên. Hiện, vụ việc đang tiếp tục xác minh, điều tra. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.